Phật, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại ngay cái cội Long Hoa, cây nè, cây Long Hoa. Sau này Đức Thầy sẽ qua Mỹ ngồi ngay chỗ này nói chuyện với hết mấy đệ tử Hòa Thiên. Đức Huỳnh Vũ Sổ sẽ ngồi ở đây. Cho nên trong kinh mà thời Thượng Quân á, thì là Cập Di Lạc ngồi với cội Long Hoa là vậy. Cây này là Mỹ nó gọi là mạch nó đi à, còn này cây Long Hoa. Thì bữa nay Chủ nhật khí hậu ở đây như ta khoảng 75 độ, 70-75, Việt Nam cũng khoảng 22-23 độ. Ngày của Minh Vương sắp về nước, tính theo ngày đồng hồ đi ngược, cho nên những cái clip lấy xuống hết để mà độ được những chúng sanh lì lợm cứng đầu, chính trị gia thông minh lỗi lạc. Thì đồng hồ đi ngược, mỗi ngày tính mỗi ngày, nó cũng giống như bộ chính trị và lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản, cũng mỗi ngày tính mỗi ngày. Tất cả những lãnh đạo và đảng viên cao cấp của Việt Nam cũng đang giống như đang nồi trong cái gì ta, cái nồi nước sôi vậy đó, chảo lửa vậy đó. Đêm và sáng vậy, không biết ông nào bị luộc. Thì bên này cũng vậy, một lãnh đạo mới cũng sắp sửa đi về để mà lo cho một cái dân tộc suốt 80 năm bị quỷ ma, thiên ma đó đầu thai vô làm nước Việt, hạ cái nghiệp làm than đói khổ, đi thụt lùi 50 năm, nắm quyền 50 năm, thụt lùi 50 năm. Dân ngu dốt xuống 50%, trí tuệ, sức khỏe giảm xuống 50%, thu nhập mất 90%, cái gì cũng xuống hết. Rồi thua cái thằng Hussein 90%, hôm nay á, giúp nó từ 4 thằng mà đói khổ mà chạy qua Việt Nam mà xin buổi cơm đầu tiên lúc mà Khmer Đỏ rượt nó, rồi cái cho nó ăn no, rồi giờ nó làm thủ tướng, rồi bây giờ ở đảo Kinh Phù Nam. Tóm lại đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có giúp ích gì được cho nước Việt trong 50 năm, từ sau năm 75. Chỉ có dơ dét tài nguyên thiên nhiên của nước Việt và làm cho dân đói khổ, nghèo nàn, thụt lùi. Rồi cấu kết với ngoại bang Trung Cộng để bán nước. Cho nên Thượng Đế thấy những cảnh khổ này chịu không nổi, mới cho con có ngày xuống để làm lại một cái nước. 100 bộ lạc từ thời vua Thần Năm Nông không có thể bị diệt chủng một cách dễ dàng như vậy. Đảng Cộng sản đã bán nước cho Trung Cộng. Bất cứ thằng nào lên làm lãnh đạo của nước Việt bây giờ đều sau lưng là bán nước cho Trung Cộng hết. Thì bề trên có nói, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng nói, sau này con về làm lãnh đạo nước Việt phải lấy ân báo oán giống như ta thời xưa, lo ngoại bang mà quên đi thù nhà. Thì sư phụ đã hứa với cha và tất cả các chư Phật trong mười mấy hai chục năm qua, mỗi ngày đều được các chị dạy bảo là sau này sẽ không có trả thù đảng Cộng sản và những người ở ngoài miền Bắc, họ không cần phải lo. Tại vì cái nguồn máy của búa liềm các Mác Lênin là ác, những người làm ác, những người operate cái bộ máy đó thì chẳng qua là đi theo với đó, chứ họ không có muốn mà cũng phải làm theo của cái nguồn máy. Cho nên sau này không có trả thù người Bắc, không có cần phải lo. Một cái chế độ mới sẽ trả thù, một cái thể chế mới trả thù, cho nên an tâm phần đó. Chỉ dẹp đi cái nguồn máy ác và dẹp đi những cái người bán nước, những người tham lam ác, lấy ân báo oán, lấy từ bi xóa hận thù, lấy đạo đức để mà lo cho dân, lấy bác ái
công bằng để mà giao du với Long Bang, đưa đất nước lên phát triển thành cường quốc trong vòng vài năm. Đó là chính sách của Thiên Đình đã định và đã đi. Và đồng thời tiếng nói tự do bầu cử, tự do làm ăn, tự do phát biểu, cái gì cũng sẽ tự do. Chứ không phải như tuổi trẻ bây giờ, muốn nói cái gì cũng dám nói. Sống dưới chế độ gần 50 năm yếu hèn và bị nhồi sọ, thiếu những cái tin tức sự thật, toàn là nghe những cái gì gọi là Mỹ không à, Mỹ dân á. Mỗi một lần mấy đứa con mà gặp sư phụ cứ bỏ máy lên quay, mỗi lần sư phụ nói chừng 5 phút, 10 phút, 20 phút thì bắt đầu mới. Còn tất cả gần 300 cái clip mà gần 5-6 năm nay sư phụ nói trên mạng đó, sư phụ đã lấy xuống hết. Tại vì bây giờ đến lúc là gọi là thiệt á. Hồi xưa giờ mình gọi là bung vơ ảo tưởng phải không? Nhưng mà ảo tưởng nó có hiệu quả. Bây giờ gần nửa dân tộc, 50 triệu dân đã thương, đã hiểu, thì cũng nhờ cái bung vơ đó. Nhưng mà cái phân nửa còn lại là năm cái loại mà lì lợm cứng đầu ở trong đó có hàng trí thức báo chí đó. Thì bây giờ họ bắt đầu họ soi vào Ngô Tuấn Kiệt. Thì bây giờ mình chỉ nói chuyện 5-10 phút rồi xong, lúc đó mình tắt máy hết. Thì mình muốn nói chuyện gì mình nói. Nhưng mà sư phụ sẽ lên mạng hàng ngày, hàng tuần để cho tất cả mọi người yên tâm là sư phụ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn minh mẫn. Và để cho sư phụ nói thẳng với những cái người lì lợm cứng đầu này. Rồi từ từ họ sẽ hiểu. Còn để những clip cũ mình nói nhiều quá, họ nghe không có nổi, họ chịu không có nổi, họ bị sốc. Và nói những chuyện mà không có gọi là siêu tâm linh đó, họ không hiểu, họ càng nghĩ mình ấy nữa. Cho nên bây giờ mình làm lại cái mới, chapter mới. Còn những cái người từ xưa giờ theo dõi và tin sư phụ thì cũng đã tin rồi. Chỉ có một số sư phụ xin lỗi những hàng đệ tử trên thế giới, là mấy cái kênh sư phụ mà nghe mỗi ngày để có cái điển thanh, cái âm thanh sư phụ nó có cái điển thanh đó, làm cho người ta nhẹ lòng á, thì lấy xuống hết. Thì hồi xưa đứa nào mà giỏi á, dũng chữ giỏi thôi, thì download xuống thì cứ để lên cái USB trong TV nhà coi cũng được. Còn bây giờ ở trên đó chị Hồ chỉ để mấy cái đọc kinh sơ sơ vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó có mấy clip nhỏ nhỏ này 10, 15, 20 phút cũng đủ rồi. Rồi gom gom lại. Chứ đâu phải là mình cứ nghĩ cả một quốc gia thương sư phụ hết đâu. Trong đó quỷ ma hay thú cầm nó đầu thai cũng nhiều lắm, nó đâu có hiểu. Nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ còn khổ dài dài, khổ tiếp tục. Còn thấy một người mà cả thế giới ghét, cũng giống như Tô Lâm á, lúc trước đi ăn cắp cái ông gì ở bên Âu Châu á, thì đã thế giới lên án rồi đúng không? Mà người đó lên làm lãnh đạo cũng giống như cái thằng ăn trộm mà đi lên làm chúa tể, thì con nghĩ thế giới sẽ nghĩ cái nước Việt như thế nào? Dân sẽ đói tiếp, tiền đầu tư họ sẽ rút ra hết. Thì bắt đầu chapter mới, thôi chỉ nói chuyện mới để mà cho nó hợp thời hợp cảnh với năm loại khó độ, trong đó có loại loại sân trước sân sau đó. Bữa nay Lê Thanh Hải, chủ bí thư thành phố Sài Gòn cũ á, bắt đầu vô họp vô lò bữa nay, sáng nay. Thì mai mốt tới phiên Nguyễn Tấn Dũng tới Bắc Sen, tức là phe miền Nam từ từ sẽ bị đánh, rồi sẽ bị vô lò hết, thành heo quay hết. Nên đất nước sau này sẽ không có bí thư, rồi cũng chẳng có tổng thống, cũng không phải là đệ tam cộng hòa. Mà đất nước muốn thống nhất mà Bắc Trung Nam đoàn kết thì cứ coi theo sấm chạng trình, cứ coi theo kinh điển của Đức Thầy, Vua Kiệt Hồi Quy.
chân mà nước hộ là để cứu thế giới, cứu nước Việt, không phải chỉ riêng cái mảnh đất nhỏ Thiên Long Sơn này, mà một cái xác phàm này nó cũng chả có làm được gì. Nó phải có tất cả những Thiên Long Bát Bộ, hội đồng chư Phật cùng chung với nhau, cùng nhận lệnh của cha và các chư vị xuống trần mới làm được á. Họ có mang thân người á, chứ không phải chỉ có một mình một ngựa như người ta thấy đâu. Những ngày kế tiếp là những ngày nhiều biến động của thế giới luôn á. Rồi giống như ở Việt Nam có mấy cái hiện tượng, tại vì khi con người không có chuyện làm ăn, không có không có cái gì gọi là món ăn tinh thần đó, thì cộng sản nó đang đảo chánh, rồi đảo chánh ngầm, và bộ chính trị và lãnh đạo đang xáo trộn, thì họ muốn đẩy lửa để cho dân chạy theo một cái gì náo nhiệt, để cho dân đừng có nổi loạn, cho dân đừng có đứng lên. Và đồng thời họ nó cũng y như chuyện cộng tóc, mà cộng tóc cỏ đó của Phật. Nhìn thấy một cái dân tộc mà trí tuệ rất thấp như vậy, một cái gì ồn ào ngoài đó, rồi họ lập ra một cái ban bệ để mà promote tiếng Việt gọi là cái gì ta, đi tới chỗ nào thì cái chỗ đó có nhiệm vụ phải là đánh trống đổi kèn lên vậy đó, tức là đều có sự sắp đặt sẵn để mà đánh cái lòng dân đi hướng khác. Nếu giống như một người mà thật sự giống như những nhà lỗi lạc Tây Tạng hay là của nước Việt, họ tu thật, tu chỉ cần Phật trời biết, không cần để cho nhân loại biết, đó mới là tu thật. Cần vô trong gốc cây nào ngồi đây, ngồi sau giường cũng được, mình tu mình rủ xác ở đó đi, rồi là quả thành kim thân xá lợi đó luôn đi. Cho nên một quốc gia từ lãnh đạo cho tới nhân trí rất là thấp, về đường tu cũng rất là lu mờ. Cái gì thật thì không có hiểu, cái gì giả thì cứ chạy theo. Cho nên sau này tất cả mọi thứ sẽ đều vào lịch sử của cái thời đại, gọi là cái thời đại hèn yếu và xấu hổ nhất của dân tộc Việt Nam trong gần 5-7 nghìn năm lập quốc, và đã chống chọi với Tàu 5.000 năm mà vẫn không có thôn tính được nước mình. Đến ngày hôm nay không hiểu làm sao mà cái không còn một cái nhuệ khí nữa, chỉ có nhược khí thôi. Cũng giống như giờ đám gà xây cửa mã vậy, chờ mỗi ngày người ta bắt lên đó. Làm gì không? Thì có tội nghiệp, giống như đàn cá mà bị khờ khờ vậy. Cá mà nước mặn nó vô á, khờ khờ khờ. Anh ơi, cái mình bữa nay nói chuyện sơ, mỗi ngày nói chuyện chút chút, để cho mấy đệ tử ở xa đó, nó không có hiểu sao thì lấy hết mấy clip cũ xuống, thì nó cũng có cái ý nghĩa mới, một cái kiểu mới. Và một cái tương lai mới, mỗi ngày là countdown là đồng hồ đi ngược, cũng giống như mỗi ngày bộ chính trị của Việt Nam cũng countdown, không sư phụ sắp về nước, thì mà chuyện sinh hoạt và chuyện thay đổi lịch trình cũng khác, rồi chuyện của ông Trump nó cũng đi chung với chuyện của mình nghe. Ông cũng đang kể người trắng vô tàu bạch ốc hiên ngang. Rồi chuyện của Trung Đông cũng rùm xì beng bên đó. Rồi chuyện của Tổng thống Iran mà nó mà không bị trục thăng, mấy vị là người đẩy chiếc trục thăng nó sập rớt xuống á, thì cũng là có lý do.
những cái thằng mà ác á liều là chết yểu. Để làm chi? Nếu mà tổng thống Iran mà không sập trước, không có bị rớt chiếc máy bay á, trực thăng đó, thì là chiến tranh quân tử nó nổ ra làm sao? Lời phụ nói hồi bữa hổm giờ là chặt sao không có chặt được, sao không có bom nguyên tử, và cũng sao không có nhiều người chết giống như 10 chết 7 gồm 3, không phải là chết 7 tỷ người, 6 tỷ người, mà chỉ chết vài trăm nghìn người tượng trưng vậy đó. Rồi chỉ có một cái là đúng nhất, đó là Biển Đông dậy sóng nè nghe, rồi đó là năm cái ác sẽ đi chìm một lượt nè nghe, đó là cái ác chùm khăn, tức là mấy cái tội khủng bố, rồi ác độc tài như kiểu Putin cũng đi xuống nè, đầm lầy nghe, rồi cái ác mà tiền tệ quốc tế mà khống chế thế giới nè cũng đi xuống, rồi cái ác là bốn nước cộng sản còn lại gọi là ác búa liềm á, ác các Marx Lenin á cũng đi xuống nè nghe, rồi độc tài khủng bố, ác đầm lầy, ác tiền tệ, ác đầm lầy của Mỹ á cũng xong luôn. Đó là năm cái ác sẽ chìm như thầy thế này. Còn nước Việt bây giờ á là vì không có biết nhiều về Thượng Đế, cho nên những cái người khổ bây giờ á, tốt nhất cả đảng viên cũng vậy, cũng giống như Lê Thanh Hải, như Trương Mỹ Lan, em của Trương Mỹ Lan là vợ của bác Hải á, cũng phải nên đeo cái dấu thiên tâm đi, chết chào bữa nay hụn quá đeo, cũng nên đeo để mà được cứu mạng. Tại vì cái dấu này là mấy vị nói là giờ chót làm ác kiểu nào mà hãy đeo dấu thiên tâm quay đầu là được những vị thiện thần đó gia hộ. Đọc kinh thì chắc hơi khó với họ đó, nhưng mà đeo thì chắc cũng dễ, họ đeo gì cũng được mà, đeo cái hộp sòn bự được thì dấu thiên tâm nhẹ hửng có là đâu, thì được cứu. Họ phải tin thứ nhất là có tận thế, thứ hai có hội Long Hoa, thứ ba có sư phụ của sư phụ, tức là Đức Thầy sẽ xuất hiện. Còn nếu mà họ không tin mấy cái đó thì chắc khó cứu lắm. Thì nó quá rõ ràng rồi, những cái người mà hiểu về kinh điển, hiểu về chút Phật Pháp, tức là siêu trí tuệ á, xuất thế gian, trí tuệ xuất thế gian là tâm linh á, thì đều được cứu. Còn những cái dạng mà cứ tham sân si, chạy theo đồng tiền, chạy theo chức vụ, chạy theo cộng hành cộng tội mỗi ngày, chạy với mấy người kiến cận tối ngày, nó cứ đọc cuốn sách mà nó cũng chẳng có thực hành gì được nhiều á, thì mấy người đó chắc bị lọt sổ kỳ này đó. Nhưng mà vì từ bi sư phụ lấy hết tất cả những cái kênh cũ xuống, nói nhiều quá để cho họ đừng có nhức đầu, bắt đầu nói lại thực tế nè, để được cứu họ, để cứu họ. Số lượng đó cũng đông lắm á. Thì nên bây giờ nước Việt sẽ những ngày kế tiếp khổ, đeo dấu thiên tâm sẽ được giải cái nạn. Đó là thiệt. Còn tin không tin thì nhìn đi. Từ cái mùa Covid năm 2019 tới ngày hôm nay, Thiên Tấn Việt này nói đâu chúng đó, chúng 90%. 10% thì của cha với của mấy gì thì cũng sẽ trúng. Nhưng mà cái ngày sư phụ về Việt Nam nắm chính quyền thì đó là tính theo ngày. Nó cũng y như cái đảng Cộng sản bây giờ đang nằm trong cái chảo lửa vậy đó. Cũng họ cũng tính theo ngày, cũng y như kiểu sư phụ. Một đường của sư phụ thì thênh thang, còn đường của họ thì bị bế tắc. Tập Cận Bình bị bế tắc, Putin bị bế tắc, Biden bị bế tắc, Tô Lâm bị bế tắc, Bác Trọng bị bế tắc. Hồi xưa sư phụ nói Bác Trọng chết, chết ngày chết cái đường chính trị đó, ổng không có liên hệ gì nữa thì chết. Là phụ nói cái đó là cũng trúng. Thì tất cả những nhà lỗi lạc trên thế giới đều không có đường đi, nhưng mà họ Thiên chúng ta, Thiên Tấn Kiệt có đường đi thênh thang, các chi gì dẫn dắt từng bước mỗi ngày để mà cứu một cái dân tộc đang sắp sửa bị diệt chủng và bị mất nước bể tay của Trung Cộng. Thì một bên thì đang trong chảo dầu, còn mình ở bên này một bên á, thì đồng hồ tính ngược. Mấy vị không mới nói ngày có giờ, nhưng mà mấy vị thường sư phụ coi tình hình thế giới và đồng thời phải tập ăn nói lại
rồi phải như bạn nói kiểu nào, bây giờ đâu thường đâu có mặc đồ vest như lãnh đạo đâu, mặc áo thun này đó. Nhưng mà lời nói là lời thiệt. Rồi phải tập làm lại mấy cái kênh trên mạng lại, tức là mỗi lần nói ngắn thôi, nó có lịch trình, có chương trình vô vấn đề. Giống như bữa nay mình nói vấn đề là cái gì, vấn đề là không có trả thù Đảng Cộng sản người Bắc hay người Trung, mà mình chỉ dẹp cái ác, dẹp một cái thể chế và cứu một cái dân tộc khỏi bị diệt chủng trên thế giới bởi Trung Cộng, và lấy Hoàng Sa Trường Sa lại và đập nát cái đầu của sorry, và sẽ lắp cái kênh Phù Nam trở lại. Thế nó đảo đó xong là nguyên miền Tây mình là hết, là mệt lắm, không có làm lúa được. Thì những cái chuyện đó thôi sẽ làm đầu tiên. Thiện bên á thì đang đi xuống, mà họ có nghĩ là họ đang đi lên, tại vì họ đang mới vừa tuyên bố nhậm chức, nhưng mà thật sự là đi xuống. Còn một bên á thì chư vị bề trên đã tính từng ngày từng giờ, và cái lịch trình nó đã có sẵn, sẽ không có quá năm nay. Ok rồi, xin tạm biệt cái clip ngắn ngắn này để mình nói chuyện tự do nghe không? Tắt đi phụ